Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, từ lâu việc thờ cúng tổ tiên đã trở thành văn hóa của mỗi gia đình Việt. Phong tục đẹp này được truyền qua nhiều đời, thể hiện lòng thanh kính, uống nước nhớ nguồn của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, đồng thời là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Theo thầy Phong Thủy, nếu việc thờ cúng không tốt, vị trí bàn thờ gia tiên không phù hợp thì có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia chủ. Năm mới sắp đến, việc chăm chút và bày trí trên bàn thờ là cách để con cháu bày tỏ lòng yêu kính và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, và cũng là công việc được tất cả các gia đình chú ý trước tiên. Nhưng bày trí bàn thờ gia tiên như nào cho đúng, cho đủ thì không phải ai cũng biết. Các chuyên gia phong thủy hàng đầu cho rằng, dù bày biện cao sang mỹ vị hay vật phẩm đắt tiền thì cũng không thể thiếu năm vật phẩm sau đây. Vậy đó là những vật phẩm nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, nhang, hương. Nhiều người thường thắc mắc, trong một gia đình nên có bao nhiêu bát nhang, bát hương, khi nào thì nhổ chân nhang, cách thắp nhang thế nào cho đúng và ý nghĩa của việc làm này. Theo sư thầy Thích Minh Quang, một gia đình chỉ nên có một hoặc ba bát nhang. Nếu gia đình có hai bàn thờ thì nên có hai bát nhang, nhưng cố gắng càng ít càng tốt. Bởi vì bát nhang chỉ là vật để cắm nhang, nhang dùng để thể hiện tâm thành của mình mà thôi. Thông thường người dân sẽ đợi đến ngày 23 tháng chạp để hóa chân nhang. Tuy nhiên trên thực tế không cần phải như vậy, bởi khi thắp nhang, hương là phần tinh túy, chân nhang và tàn nhang giống như phần thừa. Thế nên khi bắt hương nhiều chân nhang, người dân có thể nhổ bỏ. Khi nhổ chân nhang, người dân không cần thắp nhang mà chỉ cần khấn. Còn lại thần thổ công, lại các cụ, hôm nay cho con được bao sái, tức dọn dẹp bàn thờ. Người nào kỹ tính hơn có thể dùng nước gừng vẩy vào bát nhang để thể hiện cho sự thanh tịnh. Khi thắp nhang, người dân thường thắp ba nén, nhưng lưu ý là không nên cắm trụm lại. Bởi ba cây nhang tượng trưng cho quá khứ, hiện tại, vị lại. Cây nhang thứ nhất thắp cho các cụ tổ tiên tiên tổ đã mất trong đời quá khứ. Cây nhang thứ hai cầu cho đời bình, cho cháu chắt hiện tại được mạnh khỏe. Cây nhang thứ ba cầu cho cháu chắt tương lai được duy trì và tiếp nối. Thứ hai, đăng, đèn. Trong đời sống hiện đại, nhiều hộ gia đình hay sử dụng nến hoặc đèn điện để thắp sáng bàn thờ. Tuy nhiên, theo sư thầy Thích Minh Quang thì việc này không nên, và người dân nên để một đôi đèn dầu trên bàn thờ. Đèn dầu biểu tượng cho đèn lửa, đại diện cho trí tuệ truyền đời. Nếu hai cây đèn thắp ở chùa thì một cây đại diện cho trí tuệ Phật, một cây đại diện cho trí tuệ chúng sinh. Hai cây đèn ở bàn thờ, một cây đại diện cho trí tuệ tổ tiên, một cây đại diện cho trí tuệ con cháu tại thế. Tất cả đều bình đẳng, tiếp nối đời đời đời. Thứ ba, quả. Mâm ngũ quả thì thường được bài trí bằng 5 loại quả khác nhau, đủ các màu sắc, sao cho đẹp và trang nghiêm. Ngũ quả một mặt biểu tượng cho ngũ hành, trong văn hóa phương Đông là vạn vật dung hòa cùng trời đất. Mặt khác thì nó là đại diện cho 5 điều mà ta mong ước nhất là phú, giàu, quý, sang trọng, thọ, sống lâu, khang, khỏe mạnh, ninh, bình yên. Tùy theo đặc trưng của từng vùng miền về khí hậu, sản vật và quan niệm riêng mà chúng ta sẽ chọn các loại quả khác nhau để bày mâm ngũ quả. Người miền Bắc thì dùng chuối xanh, hồng hoặc quýt đỏ, bưởi vàng, lê trắng, hồng xiêm xám là phổ biến. Ngoài ra cũng có thể cắm thêm một vài cành đào, cành mai và đèn nháy để làm bàn thờ thêm lung linh, huyền diệu. Người miền Nam thì thường bày mâm ngũ quả theo mong muốn, cầu sung vừa đủ dài, ước trong năm mới đủ đầy, sung túc, tương ứng với 5 loại quả sau: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Bên cạnh đó còn có thêm quả thơm, dứa, với ước mong con cháu đầy nhà và một cặp dưa hấu để cầu may mắn. Trong khi đó, người miền Bắc hướng đến ý nghĩa biểu trưng nhiều hơn,
quả Phật thủ hay nải chuối như bàn tay che chở của Đức Phật cho tất cả mọi người, quả bưởi, dưa hấu thể hiện cho sự đầy đặn, trọn vẹn, càng đầy sức sống. Màu sắc thắm tươi của quýt hồng tượng trưng cho sự may mắn, phồn thịnh, cát tường. Tứ tư, nước. Nước biểu tượng cho sự gột rửa, thanh lọc và thanh tịnh. Theo quan niệm xưa đến nay, trên bàn thờ thường sử dụng 3 ly nước hoặc 5 ly nước. Với 3 ly nước trên bàn thờ, gia chủ thể hiện tấm lòng thanh kính của mình với thần linh, tổ tiên. Đối với bàn thờ gia tiên, 2 ly bên dâng lên bà cô ông mãnh ở hai bên, ly giữa dâng lên thần linh. Với 5 ly nước trên bàn thờ, 3 ly ở giữa là sự thành tâm của gia chủ đối với các vị thần linh, 2 ly còn lại đại diện cho tổ tiên, bà cô, ông mãnh. Thứ năm, hoa. Hoa là một vật không thể thiếu khi cúng bàn thờ, bởi theo phong tục truyền thống của người Việt, hoa cúng có giá trị tuy nhỏ nhưng mang lại nhiều ý nghĩa lớn. Một bình hoa đẹp đặt cạnh các món ăn khi dâng cúng thể hiện cho sự trang nghiêm, lòng thanh kính và thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với các đấng sinh thành những điều tốt đẹp nhất. Trong Phật giáo, hoa còn mang ý nghĩa khác, đó là nhân. Thấy hoa là nhớ đến việc phải tu nhân. Những đóa hoa đẹp không phạm phải cấm kỵ thì tương lai sẽ hái được quả ngon. Chính vì những ý nghĩa trên nên cúng hoa trên bàn thờ là việc không thể thiếu trong những dịp quan trọng như lễ Tết. Những thứ không nên bày trên bàn thờ gia tiên ngày Tết. Thứ nhất, tiền cũ từ năm trước. Trong quan niệm của dân gian ta, nếu để tiền vàng còn dư vào cuối năm mà quên không hóa thì công việc của năm mới sẽ ngừng trệ, khó khăn. Các thành viên trong nhà kém tài lộc. Trước hết, nếu gia đình có thói quen bày tiền vàng trên bàn thờ cả năm thì sau khi làm lễ cúng ông Công, ông Táo, số tiền vàng đó cần được hóa cho, bởi để sang năm mới là điều không tốt. Bắt đầu từ lễ cúng giao thừa đón năm mới, các gia đình có thể sử dụng tiền thật để thắp hương lên tổ tiên. Với quan niệm lòng thành là trên hết, nên các bạn không cần phải đặt lên bàn thờ những tờ tiền có mệnh giá lớn, chỉ cần đặt những đồng tiền có mệnh giá nhỏ, tiền mới là đã thể hiện được tâm ý của gia chủ rồi. Thứ hai, hoa giả, quả giả. Theo phong thủy học, các loại hoa giả mang tính âm vì được làm từ những vật liệu có sẵn, nên chúng không mang phong thủy tốt cho gia đình. Thông thường, để trang trí không gian nhà đẹp và mong muốn mang nhiều năng lượng tươi mới cho căn nhà thì việc sử dụng hoa tươi luôn được đề cao. Hơn hết, bàn thờ là nơi linh thiêng thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Chính vì vậy, nếu đặt những vật giả như hoa quả giả bằng nhựa sẽ khiến không gian thờ cúng không thông thoáng và thanh tịnh. Vì thế, bạn hãy bày những lọ hoa và trái cây thật lên bàn thờ gia tiên vào dịp Tết để tạo không khí tươi mới, thoang thoảng hương thơm của hoa lá vào ngày đầu xuân. Lưu ý các gia đình cũng không được đặt hoa héo và hoa khô, các loại trái cây cũng nên tươi, căng mọng trên bàn thờ. Vì những loại hoa này cũng mang phong thủy xấu, sẽ khiến cho mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc bất lợi. Về hoa Tết, hoa trên bàn thờ có hoa cắm bình và hoa để trên đĩa. Đối với bàn thờ ngày Tết, người ta thường duy trì cả hai loại này. Ngoài ra, để mang đậm không khí xuân cổ truyền, các gia đình thường cắm một cành đào hoặc cành mai trong lọ sứ lớn. Để đặt lên bàn thờ ngày Tết, người ta thường dùng hoa bền màu, có mùi hương thơm, không gây khó chịu cho mọi người như hoa cúc, hoa hồng, hoa huệ, hoa sơn. Nhiều nhà có bàn thờ Phật riêng, hoa cúng Phật nên chọn hoa có màu vàng hoặc đỏ như mẫu đơn, cúc vàng, hồng đỏ là những màu tượng trưng cho nhà Phật để bàn thờ được trang trọng. Khi chọn hoa bày bàn thờ ngày Tết, nên lựa kỹ từng bông, không nên chọn những bông hoa đã nở to mà chọn những bông hoa mới chớm nở. Khi bày hoa bàn thờ gia tiên ngày Tết, không nên kết hợp quá nhiều loại hoa cùng lúc vì sẽ làm giảm sự thanh tao, khiến bàn thờ mất thẩm mỹ. Đồng thời tránh chọn những loại hoa
có gai sắc, nhiều sát khí hoặc những loại hoa có mùi quá gắt. Thứ ba, cành vàng lá ngọc. Hiện nay nhiều người thường có thói quen đi lễ chùa hay mua cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng rồi lại mang về, trưng trên bàn thờ. Tuy nhiên những đồ vật đó chúng ta thường không biết rõ xuất xứ nên không biết chỗ bảo quản, bày bán nên chúng có thể không được sạch sẽ. Hoặc theo quan niệm trong dân gian, những cành vàng lá ngọc ấy có thể có vong. Vì vậy chúng ta không nên mang những cành vàng lá ngọc xin được trên đền chùa ở bất cứ nơi đâu về đặt trên bàn thờ nhà mình. Nếu muốn giữ lại những vật ấy, các gia chủ có thể đặt chúng trong tủ kính hay cắm vào một chiếc lọ để ở những nơi sạch sẽ, trang trọng trong nhà. Bàn thờ gia tiên là nơi rất quan trọng, vô cùng linh thiêng nên không thể tùy tiện đặt mọi vật lên trên đó. Ngoài ra, để thể hiện sự thành tâm và mang phong thủy tốt cho bàn thờ của gia đình, bạn cần lau dọn đồ vật trên bàn thờ, hoa quả khi thắp hương nên được rửa sạch. Sau những ngày Tết, vì thắp hương hàng ngày nên bàn thờ sẽ nhanh có nhiều tàn hương và bụi bẩn hơn. Hãy chú ý dọn dẹp bàn thờ cẩn thận và sạch sẽ để hút tài lộc vào gia đình bạn. Khi bài trí bàn thờ Tết, cần phải lưu ý một số điều sau. Thứ nhất, cách bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết như thế nào cho đúng? Mỗi gia đình phải làm sao cho thật đẹp và tiện sử dụng khi bày trí bàn thờ ngày Tết. Thông thường mâm ngũ quả sẽ được xếp ở vị trí ngay chính giữa bàn thờ, còn các vị trí hai bên và xung quanh thì xếp đặt các thứ khác. Với từ đường phía trước bát hương, có thể đặt mâm ngũ quả ở giữa. Lọ lục bình, lọ hoa, cây nến, hạc đồng thì ta để hai bên sao cho đối xứng. Bên trái để trầu cau và rượu, bên phải để bánh chưng. Với các hộ gia đình có bàn thờ gia tiên nhỏ thì mâm ngũ quả thường đặt bên phải, tay trái nhìn vào, tay phải nhìn ra, lọ hoa đặt bên trái. Ở giữa để 5 chén nước nhỏ, còn những chỗ còn lại thì đặt trầu cau, tiền vàng, bánh kẹo, thuốc lá, bánh chưng. Ngoài ra, việc bài trí bàn thờ ngày Tết, khá nhiều gia đình gặp phải những sai lầm như không có đèn hoặc nến, đèn dầu để đốt mỗi khi hành lễ. Đây thực sự là điều không nên, vì chúng tượng trưng cho âm dương. Có đèn mang lại sự ấm áp, gợi sáng trí tuệ, thông minh, xua tan mọi ám khí, âm u. Thứ ba, không dịch chuyển bát hương sai vị trí. Cuối năm các gia đình đều lau dọn bàn thờ sạch sẽ để tiến hành bài trí đón Tết. Theo nhà phong thủy, không nên tùy tiện di chuyển bát hương. Nếu bát hương bị di chuyển sang hướng xấu, thậm chí có thể gây ra xui xẻo cho gia chủ. Cần lưu ý, sau khi rút chân hương, chúng ta không nên cầm bát hương đổ hết cho ra ngoài. Bởi theo quan niệm của người xưa, cách làm này rất dễ gây tán tài tán lộc. Chúng ta nên dùng chiếc thìa nhỏ, xúc từng thìa tàn hương đổ ra ngoài. Sau khi lau dọn, các gia đình nên dùng một chiếc khăn mới, lau từ cao xuống thấp. Nước lau là rượu, có thể thêm nhánh gừng đập dập. Đối với người Việt Nam, ngày Tết hàng năm là ngày sum họp gia đình, đồng thời cũng là dịp để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và những người đã khuất. Chính vì những lý do đó, bàn thờ Tết Việt cũng đã là một nét văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt Nam ta. Mong rằng thông qua bài viết này, các bạn có thể hiểu được cách để trang trí cho bàn thờ gia tiên vào dịp Tết như thế nào, cũng như có thể giúp đỡ gia đình trong việc chăm chút trang trí Tết. Tết đến xuân về, trang hoàng nơi thờ tự là một việc làm thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, lòng kính ái với thần linh. Cần thành tâm thiện ý, tránh những suy diễn, bày biện rườm rà, vừa tốn kém lại không đúng với ý nguyện của tiền nhân. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị hãy nhấn thích và chia sẻ cho người thân của mình cùng theo dõi nhé. Xin chúc quý anh chị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang, thịnh vượng.